Hello chào anh em nhé, chào mừng tất cả đã quay trở lại với video tiếp theo của mình em ơi. Thì vẫn là từ đây, nay thì lại tiếp tục quay trở lại với content đường trò chơi. Thì trong content đường trò chơi nhà này có rất nhiều những cái thể loại, các cái tựa game anh có thể tham gia cùng với ông gạo tôi này. Đội chiến thì có Tiến lên miền Nam, Blackjack, Poker Texas, Chắc Kim Hoa, Ngưu Câu Cái và Phỏ nhá. Các cái thể loại game bài khá là ngon anh em ạ. Điện tử thì có tài xỉu, sóc đĩa, bầu cua, baccarat, đồng hồ đại chiến này. Quay hũ trong này cũng có luôn anh em ơi, đa dạng rất nhiều thể loại game. Online các thứ có cả anh em ơi. Nay thì mình vào mình làm tí gọi là baccarat anh em nhé. Nhiều em cứ muốn tôi làm cái con baccarat này thì ok thôi, nay vào làm tí baccarat luôn cho mình xem được chưa. Anh em muốn tham gia kiếm công hạng tôi thì có thể bấm phần mô tả video anh em ơi. Ở đấy thì có sẵn đường link em rồi em nhé. Anh em chỉ bấm vào, tại vì là tham gia kiếm công hạng rất là nét luôn anh em ạ. Ok luôn, cầu kèo. Tay đầu thì vào cái đi, tay đầu vào những cái một củ sáu em nhé, để xem nào, xem có bố thế đâu không anh em ơi. Ui rồi con đã 9 điểm rồi. Ui rồi ôi con 9 cái có 4 điểm xịt luôn tay đầu rồi mà. Ok không sao, pha thì cứ thoải mái pha này mà. Đường dài mới biết ngựa hay em ơi, xịt 1-2 tay đầu mới đầu không có gì mà phải đắn đo, không phải run anh em ạ. Cứ bình tĩnh pha vào tôi là ok em ơi. Ok tay này thì tiếp tục vào cái 4 củ em nhá, sẽ căng hơn một tí em ạ. Bảy tám rồi, ui dồi ôi một anh em ơi, xịt luôn à. Lại tiếp tục ra con 8 điểm anh em ạ. Vừa con 9 rồi còn lại 8 điểm, nghe vậy cầu bết con quá em nhỉ. Không sao em ơi, mới có xịt thằng 2 tay đầu đúng không, cứ bình tĩnh em ạ. Vốn mình nhiều mà, vốn mình như này mình cứ phang thoải mái em ạ. Tay này sẽ vào căng cho tôi quả cái, được chưa? Căng quả cái nhá. Bẻ luôn em, bẻ luôn quả bệt anh em ơi. K rồi, 3 này, 1 rồi. Ok 5 rồi, được rồi, ok bẻ cầu thành công anh em ơi. Lụm luôn cái gì, lấy lại tất cả luôn anh em ạ, thấy chưa? Bú được 9 lít rưỡi rồi anh em ạ. Ok thì cứ thoải mái tiếp tục phang anh em ơi. Tay này thì chắc là mình sẽ vào con đi, vào con một ít đi, hai củ 6 anh em nhé. Chắc sẽ không ra cái được nữa đâu rồi mà, chắc không ra cái nữa đâu. Tay này vào con rồi tôi, 8 rồi anh em ơi, tự tin rồi. Ok rồi, ok á. Hòa em ơi, lại hòa em ạ, nó lại hoàn về em mình rồi. Hòa mới chết cơm anh em. Ok không sao, cứ phang đi mà, hòa là nó hoàn về cho mình nhé, không mất đấy em ơi. Hòa là không mất đấy em ạ. Ok luôn anh em ơi. Anh em xem thì kéo xuống bấm cho tôi xin cái nút like, cái đăng ký kênh và đừng quên bấm cái chuông thông báo để không bỏ lỡ video ạ. Tiếp tục tay này vào con tiếp cho tôi này. Dạo này thì tôi thấy có vẻ là kênh mình nó khá là đi xuống, chắc là do nó không được đề xuất đấy. Để xem nào. Ok lại hòa tiếp rồi anh em. Hòa thì hòa hai lần này anh em ơi. Anh em cố gắng xem video thì bấm like, bấm đăng ký kênh cho tôi. Và nếu được thì em có thể comment một vài cái comment xuống để cho kênh lên lại đề xuất anh em nhé. Kênh lên lại đề xuất thì sẽ nhiều em có thể gọi là xem được. Anh em và mình tham gia cùng nhau kiếm cơm gạo, học hỏi phương pháp được chưa? Đã thế thế này vào cái mà không vào con nữa em ạ. Bệt hai quả hòa rồi anh em ơi. 6 này. Ok rồi, thế là bú rồi đấy anh em ạ. Được rồi, chắc chắn là bú rồi anh em ơi. Ngon luôn. Bú luôn cái 5 điểm ạ, được chưa? Bú được 4 củ tư anh em này. Tuyệt vời luôn, đó chỉ cần 4 phút thôi em đã có thể kiếm cơm gạo được như vậy thì rất là ngon rồi còn gì nữa. Hay như này mà anh xem không like quá buồn luôn anh em ạ. Còn em muốn học hỏi những phương pháp khác thì comment em nhé. Hôm sau mình làm mình gửi cho anh em thôi. Ok, tay này thì mình sẽ vào cái nhá. Lót hòa gọi là lít 2 thôi em ạ. Biết đâu nó lại hòa được chết. À đây rồi, bú anh em ơi, bú cái rồi. Bù cái 6 điểm em ạ, ngon luôn. Lên luôn 43 củ 9 anh em ạ, rất ok. Ok, tay này thì mình sẽ vào tiếp tục vào cái em nhé. Vào cái thôi, quả 9 lít thôi em ạ. Nhẹ nhàng thôi, chắc 1-2 tay nữa thôi em mình nghĩ em ạ. Không cần phang nhiều. Ok, bố tiếp cái luôn em ạ, em thấy không? Ngon luôn, 9 lít bú luôn, thế là được lên 47 củ rồi. À 44 củ anh em ơi, xin lỗi em nhé, nhầm. Mình nhìn nhầm ạ, 44 củ 7 em ơi. Ngon rồi chứ còn gì nữa. Tay nào mà mình không chắc thì em có thể bỏ được em ạ. Không, em không nhất thiết là phải phang đâu.
Còn không thì em cứ phang nhẹ nhàng để thăm dò cầu đi anh em ơi. Tay này thì vào con đi anh em. Chín rồi anh em ơi, ngon rồi. Ok kìa. Ui rồi ôi, cái ăn này thì anh em ạ, xịt rồi, 44 củ à. Thế là cũng bố được mấy củ anh em, để xem nào. Ok, 6 củ này. Ok, thế thì thôi, chắc này mình phang như thế nhá. Clip thì cũng khá là dài rồi, thì mình cũng xin với em là mình xuống clip thôi ạ. Hẹn gặp lại em những cái clip sau nhé. Bye bye.